Ở trong cái bài thực hành này, chúng ta tiếp tục với việc là cài đặt, thiết lập và sử dụng một cái server DNS và áp dụng một cái bin và nick để tìm đường đi. Đó. Ta sẽ các bạn cái BIND này, đó là bước link đến Net Name Information Domain, tức là cái tiến trình ngầm để tìm kiếm tên trên internet của bước link. Đó là một cái name server, một cái tên bộ phân giải thiết nghĩa DNS trên lúc khi đã cài là server đã cài cài bây giờ ta sẽ phải chạy cái thằng server đã. À, server rồi. Truy cập server nào. Truy cập server nào. Server đi để thấy cạp là sudo install bin 9 DNS âm thì và những cái liên quan đến DNS. Mình bút thằng desktop để nó nhiều hơn. Sau khi chúng ta đã xong cái thằng client và server và tìm những cái dữ liệu tên và nhớ những câu trả lời dùng sau. Sau đó sẽ gì? File remaster cái name server chính ý. Bạn đọc dữ liệu từ một cái join, một join một file và xác thực kiểu cái join đấy. Còn cái name server thứ hai ấy, họ lấy cái dữ liệu của join từ một name server khác và được xác thực kiểu cái join đấy. Và các khóa thiết lập của nó thì nằm etc bin folder và hình chính của nó là name config như cách rồi à etc bin name config không có gì include the name có option local default zone local này. Con local thì nó sẽ không có gì không nhưng con thích local còn John này y cũng thằng John này còn John John local host này mọi bài chúng không với ngủ đấy nhé. Thằng này là chỗ 2068 còn thằng này không master nữa. Bây giờ nó sẽ ở cái bin này sẽ dùng Pico nhưng mà thực tế thì mình ưa dùng Vim hơn. Vim thì ăn nhiều Vim
vì cái thằng con fix option này để tạo ra một cái case lên server. Option. Forward đây. Code đầu chúng ta sẽ là không không ở đây cái lệnh của chúng ta anh nữa là chúng ta tám là ta ta sẽ khởi động lại xong nó phần bình xong cộng đích này đích này có trả về gì trả về các bạn gì a IP của cái máy của Google nó liên lạc với chúng ta thiết lập một cái IPv6 một cái IP tĩnh vào cái máy ảo của ta nó sẽ tìm xem LAN nào. Điền cái cổng ta mạng chung lắm. Đây đang là 192.168.1.1. Nhưng khác có những cái ở trong cái bài này. Người ta làm cái máy ảo riêng thôi.
tục bây giờ nó sẽ đặt cái định của nhé, kết bây kết được cái gì đấy, bắt đầu đặt cái tính nó cùng cái giải của kết bây sẽ có là kết bây giờ là dính khả năng mình không chuộc nữa ý. CT FTC có nick config yam thì mình mới làm cái yam này. Một config là các cùng à, như đây SPM4 này đây đánh lại sudo v thằng Ubuntu hình như kiểu này nó có chữ ý. Trong khi dùng thằng CentOS tại không dùng thằng Red Hat cảm thấy đã chia thằng CentOS là cổ nhưng mà Red Hat là cổ ấy. Thấy vẫn ngon lành nào mà đây là network 2 chấm Ethernet. Cái này viết chính xác Ethernet rồi cái thằng gì đấy gì là EP NP 0 S3 giống như mạng của nó là cái adapter nó gọi là mạng nó gì address address addresses mask nó sẽ gateway gateway không hay chỉ là rút ra thì nào gateway là mấy năm chúng một chính sách new server address okay. Có nhiều server nhiều server đâu nhiều về cái vì tích nó optional
thì nó sẽ lại cái nét đen như này. Name server. Version 2 sai gì nhỉ? Chu này. Không à, không không, đây chính là cái sai này. Bây giờ cũng không xanh. Sao không xanh? Bây giờ này nào nhỉ? Đây, quá nhỉ? Sao chứ quá nhỉ? Cricket. Email server.